Đỗ Sinh xin chào các bạn nha. Hôm nay Đỗ Sinh lại thực hiện những cuốn video chia sẻ vườn cảnh anh Nguyễn Duy An ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Tôi chia sẻ với các bạn cái phong cảnh chung của khu vườn nhà anh. Mặc dù nhỏ hẹp thôi nhưng anh bố trí cũng rất khoa học. Một số những cây giá để cây bonsai anh vừa mới hàn xong, gọn gàng ngăn nắp và chia thành từng khu một. Và với những cái hình ảnh rất là ngăn nắp, trau chuốt những cái tác phẩm của mình, tôi cũng có một phần nào đánh giá anh Nguyễn Duy An với cái lòng say mê về bonsai nghệ thuật, để có tạo dựng được một cái không gian vườn như thế này cũng không phải là đơn giản. Nhen nhóm được cái lòng đam mê và mời Đỗ Sinh về để chia sẻ, tôi cũng cảm thấy rất là trân trọng. Vâng, sau khi chia sẻ cái hình ảnh không gian vườn cảnh anh Nguyễn Duy An, bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta giao lưu với vườn anh Nguyễn Duy An với một số những cái tác phẩm trên cái mâm xoay. Những cuốn video trước thì Đỗ Sinh đã giới thiệu đến tác phẩm thứ 50 và số thứ tự 50. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ cây thứ 51, đó là một cây bông trang màu vàng, hoa màu vàng. Qua cái mâm xoay này chúng ta sẽ được chia sẻ cận cảnh các góc các hướng. Trước hết tôi nói về báo giá, anh Duy An đã làm rất khoa học, đánh số thứ tự cây, đó là cây thứ 51, và giá giao lưu đó là 9 triệu. Vâng, cây này một người bê thì hơi gắng, chắc là hai người thì vô tư rồi. Là những cây bông trang tầm nhỏ. Đấy, giờ anh cứ quay đi. Thì chúng ta được cảm nhận phần mái tán cũng như là thân bệ các hướng. Rồi, dừng lại đi. Đây là phía ngược lại. Đo vành cao. Mặt chậu lên 50. Đến đỉnh ngọn bao nhiêu? 50 cm. Phần dưới là 19. Bao nhiêu? 18. Vậy là đường kính 6 cm, ngang tàn, bề rộng của tàn 55. 60 hả? Vâng, được rồi. Với báo giá là 9 triệu. Ok, anh chuyển tác phẩm khác đi. Vâng, tiếp theo cây số 52, một cây mai chiếu thủy. Cây này được báo giá là 4 triệu đồng. Không được đo thế nó có vòng ra cái rễ, anh đo dưới cổ dưới thôi. Đấy, nó có cái khe đấy, đút thước qua đấy. Tất nhiên cái phần bệ thì rất lớn rồi, nhưng chúng ta đo thân sát gốc. Mà
30 bác ạ. Bao nhiêu? 30. 30, vâng, đúng rồi, đường kính là 10 rồi. Chiều cao của mặt chậu lên đến đỉnh. 40. Bao nhiêu? 40 à? Đo ngang tàn. 55. 55. Rồi, anh quay từ từ đi. Vâng, cây này báo giá là 4 triệu. Rồi, ok rồi, tiếp nha, cây khác. Vâng, tiếp theo ta đến với cây số 53, đó là Hồng Ngọc Mai. Một cây bonsai mini với chiều cao là đi 30 cm. Rồi. Báo giá là 1,1 triệu. Đấy, anh cứ quay từ từ đi để cho anh em được tham khảo cái hình bóng nữa. Rồi, cái khác nha. Vâng, tiếp đến cây số 54, đó cũng là một cây Hồng Ngọc Mai với cái chiều cao 33 cm. Rồi, cây này anh báo giá là bao nhiêu? 1 triệu à? Vâng, 1 triệu. Rồi. Quay đi, quay tiếp đi. Cháu đang quay video đi nói chuyện xấu anh nha. Cháu đang quay video nói chuyện xấu. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Vâng, tiếp đến là cây Linh Sam. Vâng. Đây rồi, đây rồi, cởi ra đi. Đường kính gốc 33, vanh 33, vậy là 110. 11 cm, chiều cao 34 cm. Vâng. Với cái tàn 55 à? Đây rồi. Đó là cây số 55 và báo giá là 1,8 triệu. Bác quay cái phần nữa. Quay đi này. 5 thân. Rồi, 5 thân. Rồi, chuyển cây khác đi. Vâng, tiếp đến là một cây sam núi à? Vâng, sam hoa. Sam hoa hay sam bông hay sam núi? Sam núi bồm. Với giá báo là 1,1 triệu. Cây số 56. Quay từ từ đi. Yeah.
Rồi, ok. Vâng, tiếp theo cây số 57, cũng là một cây linh sam. Cây này thì cốt rất là già, với giá báo là 1.800.000. Được rồi, anh quay đi. Rồi nha, dừng lại. Rồi, cái gốc đẹp ấy, anh cứ để cứ vạch vạch cho ấy. Gốc quá hay. Cháu chẳng dám lên chỗ, tại vì cháu không biết trông cười. Nên là để cho mọi người về lên chỗ. Rồi, ok, chuyển cái khác đi. Vâng, tiếp đến cây số 58. 58 hay 59 nhỉ? 58 đúng không? Là cây trang đỏ. Với chiều cao này anh vừa đo là bao nhiêu? Cao 60. Cao 60 và ngang 61. Rộng tàn 61. Hoành thờ 50 là 16, 16 à? 15, 15. 16 à? Vâng, 16. Vâng, hoành gốc 16. Cây này không có chậu. Không có chậu. Vâng. Bị nó tờ nhưng cháu còn chưa rửa ra. Đây rồi, đây rồi. Cây này báo giá, anh quay cái chỗ báo giá đến à. 3.500.000. Rồi, 3.500.000. Vâng, cây số 59. Cây này anh biết là cây gì không? Cháu không biết là cây gì. Anh bán cây mà anh không biết được cái gì á? Vâng, cháu mua đi bán lại, cháu không biết gì đâu. Cây này nó là cây sâm ngọc này. Nó bảo cháu là nguyệt quế nhật. Không phải cây sâm ngọc đâu ạ. À hả? Vâng. Nguyệt quế nhật à? Vâng, nó có hoa có quả như nguyệt quế. Đẹp nha. Vâng. Nguyệt quế nhật đẹp ấy, cũng hấp dẫn đấy, cũng là những cái dòng cây mà bây giờ mới xuất hiện trong cái chương trình của tôi. Cây này với giá báo nào anh? Cây số 59 à? Vâng. 1.500.000 à? Vâng. Rồi rồi rồi. Chỗ mỗi cây kiếm 200.000 hoặc là 100.000 tùy. Chậu này bằng gì ấy? Anh chậu là trong ngủ ngoài chợ là 100.000. Chậu bằng gì nhỉ? Gốm à? Gốm. Mà cháu chẳng biết. Cháu xoay nha. À, xoay đi. Rồi. À, đó là những cái cây lá rất nhỏ. Gọi là nguyệt quế nhật à? Vâng. Rồi. Báo giá nãy là 1.800.000 đúng không? 1.500.000. 1.500.000. Cái giá anh vất đi à? Cái này quên mất chết. 1.500.000 đó. Rồi.
Vâng, số điện thoại của anh Nguyễn Duy An trên màn hình ở phút đầu phút cuối để chúng ta giao lưu. Đỗ Sinh đã chia sẻ dưới dòng chữ Duy An. Vâng, anh đổi cây khác đi. Vâng, cây số 60, đó là một cây sam bông. Vâng, cây sam bông với giá bán là 1.200.000. Cao khoảng độ 32. Vâng, 32cm chiều cao, ngang tàn 32 luôn. Cũng là 32. Một cây bonsai có thể gọi là mini được. Vâng, đấy anh để trên một bàn tay, rất nhẹ nhàng. Được rồi, đấy, đặt xuống đi để quay. Với giá là 1.200.000 này. Quay đi. Cây số 60 này cũng là cây kết thúc trong cuốn video này, để tôi chuyển tiếp những video sau. Vâng, từ cuốn video thứ nhất mà anh Nguyễn Duy An mời tôi về Hữu Bằng Thạch Chất để làm chương trình là cây số 1, đến hết video này đã là cây 60, số 60. Chúng ta dừng hình ở đây để chuyển sang một video tiếp theo nữa, đó là từ cây 61. Rồi, anh chuyển đi. Vâng, tôi thực hiện những cuốn video này ở trong mái tôn, ngoài trời đang mưa nặng hạt. Ngắm vườn cảnh của anh Duy An mà tôi thấy là rất là vui. Thú chơi bonsai mini của anh Duy An hiện tại ở làng Hữu Bằng đang là phát triển rất tốt.